Với Mậu Đạt thì bạn có tâm sự bạn xem vòng thi này là một cơ hội cuối cùng cho bạn xuất hiện tại Cười Xuyên Việt 2020. Cho nên Mậu Đạt sẽ cố hết sức mình để mong muốn góp mặt trong đêm chung kết của Cười Xuyên Việt. Và ở vòng thi này, Mậu Đạt sẽ tâm sự về một ước mơ của mình trở thành một diễn viên nổi tiếng. Xin mời Mậu Đạt. Mọi người thấy, một nơi cung điện xa hoa, cái gì tôi cũng có. Nhưng mọi người đâu biết được, tôi ước muốn sự tự do, như là một con chim bay thật xa, như là Beauty and the Beast. Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn một cách này thôi. Một cách này để giải thoát cho tôi khỏi nơi này. Chỉ còn một cách này thôi. Wanda, ám sát người kia, bóp người ta, bóp người ta. Có phải em đang muốn chết không? Hả? Chị sẽ làm cho em tại nguyện. Chị, lúc nãy em muốn, bây giờ em hết rồi. Nhưng mà bây giờ chị đang có hướng riêng. Bây giờ chị cho em một cơ hội cuối cùng. Hãy nói ra lý do tại sao em muốn chết. Không thì chị sẽ đập em chết. Dạ, em muốn chết là tại vì gia đình xin em ra, không nuôi không nấng, đẻ xong rồi quăng đó, không làm gì làm, không có định hướng tương lai được cho em. Bởi vậy em chỉ muốn chết thôi. Nhưng mà gia đình em còn một đứa anh hai, nó đối xử em như thế nào? Chị biết anh hai của em, cái tên đáng ghét, hắn ta là một tên đáng ghét, lúc nào cũng đi, mày tránh xa tao ra, mày tránh xa tao ra, hiểu không? Chị hiểu không? Chị hiểu cho em đi chứ. Em bình tĩnh, em bình tĩnh, em bình tĩnh. Em không bình tĩnh đâu. Em bình tĩnh đi. Em bình tĩnh chưa? Em bình tĩnh chưa? Bình tĩnh nghe chị nói. Em bình tĩnh lại, nghe chị nói nè. Em bình tĩnh chưa? Dạ, tĩnh. Nhưng mà tao mất bình tĩnh rồi. Mày nhìn coi, tao là ai? Anh hai. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Sao vô thăm em được vậy mà tự nhiên mặc đồ gì kỳ vậy? Mày biết tao cực khổ như thế nào mới được vô được đây không? Ở ngoài kia hàng hà xa số, bảo vệ nó đứng ở ngoài. Tao vừa mới đút cái đầu tao vô, nó đẩy cái đầu tao ra. Nó đút cái đầu tao vô là nó đẩy cái đầu tao ra liền. Nó nói rằng ở trong đây chỉ cho nữ vô chứ không cho nam vô. Thì đúng rồi. Tao mới nghĩ ra một kế sách vô cùng khôn ngoan. Tao sẽ cải trang thành một người nổi tiếng. Hả? Thế là tao đã cải trang thành Angelina Jolie. Tao vừa bước tới, nó chào tao, hello security. Tao đau quá man. Nhưng mà tao chấp nhận, nói là vệ sĩ của mày, tụi nó mới cho tao vô. Ôi trời ơi trời, hết hồn. Nãy em tưởng anh hai là cái chị nào từ đó của công ty đem vô đây rồi diễn với em rồi để quay clip đăng lên mạng cho nổi tiếng. Vậy là nãy giờ là mày muốn chết là quay clip từ từ câu view. Đúng rồi. Trời đất ơi, mày câu view cái gì trên mạng? Rồi chuyện gia đình mà mày đơm đặt cỡ đó, rồi chuyện gia đình người khác mày đơm đặt cỡ nào nữa Bèo? Trời ơi là Bèo. Em phải làm vậy mới nổi tiếng được. Càng có nhiều anti fan mình càng nổi tiếng. Càng nổi tiếng là mình có tiền, anh hiểu không? Trời ơi, ba mẹ yếu lắm rồi. Đi vô trong, dọn dẹp đồ đạc, đi theo anh về quê nhanh lên. Không có được. Em lên đây được một cái anh quản lý, xong làm ra cái hợp đồng. Em ký vô, thấy nhiều tiền của em ký vô. Nhưng mà về sau em mới để ý là có một cái dòng nhỏ ở dưới thời hạn hợp đồng á, là suốt
đời luôn. Trời ơi, bây giờ mà mình đi về hoặc mình trốn là đền hợp đồng, rồi tiền đâu mà đền. Rủi hả? Sao? Bây em giờ không có tiền mà nó kéo về quê hả? Nó lấy tài sản gia đình rồi sao? Mày, người ta lợi dụng cái điểm yếu của mày. Bây giờ mày phải lợi dụng cái điểm yếu của ổng. Ổng có cái điểm yếu gì không? Có. Ổng sợ vợ. Ổng sợ vợ. Bèo ơi, con quái vật nó tới rồi kìa. Vật. Nàng công chúa của anh yêu em. Quái vật đó. Mày mới là quái vật đó. Ủa là sao vậy em? Anh nói là không cho ai vào đây em biết không? Phải. Tôi kêu đó được không? Tôi quá chán sự kìm hãm của anh rồi. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Anh cấm em nói chuyện điều đó với anh nha. Làm tính, cấp được tính. Hả? Không được nói chuyện với anh điều đó. Tính với em. Là... Nói. Cô là ai? Tôi là. Nói. Là ai? Là vệ sĩ riêng của em. Dạ đúng rồi anh ơi, nhân danh công lý bảo vệ chính nghĩa, em chính là vệ sĩ riêng của con bé này. Quát! Tôi đã thuê vệ sĩ cho em ngoài kia rồi, em không hài lòng hay sao? Anh nói hay quá, anh nó không có ai bước chân ngay đây được, vì tại sao cô ta bước chân ngay đây được? Đúng rồi anh, em đã bước qua tất cả các dàn vệ sĩ ở ngoài kia để vào đây để bảo vệ cho con bé này. Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó nha, hợp đồng còn nguyên nha. Được rồi, anh chấp nhận cô ta làm vệ sĩ riêng của em. Xong việc, đi về. À, nhưng mà anh ơi, em là một người làm việc rất là có trách nhiệm, cho nên là em sẽ làm hết giờ hành chánh em mới về. Bây giờ hành chánh là sao? Dạ, thì bây giờ đúng 5 giờ chuông gõ cái bon là em sẽ đi về. Bây giờ chỉ mới có 4 giờ rưỡi thôi. Được rồi, sau 5 giờ tôi sẽ tìm lại. Mong là lúc đó cô đừng kỳ đà cản mũi tôi nữa. Chính xác. Tạm biệt. Bell. Dạ. Hẹn em sau 5 giờ. Nhớ hợp đồng nha Bèo. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ nó có cái điểm yếu gì không? Mình phải nắm cái điểm yếu của nó. Sợ vợ đó. Nhưng mà em không có biết mặt. Rất là sợ vợ. Không biết thì đi tìm đi. Mà cũng đâu cần tìm. Vợ của anh đây nè. Tôi nói tôi vợ ổng đó. Sao mà em thấy nó giống như một sự sắp đặt? Chị sắp đặt mà. Cái chị đến đây làm gì không? Dạ không. Đánh ghen cưng. Đứng đó đi. Khoan. Em chỉ mới vô đây thôi. Đánh ghen là đánh con nhỏ này, đánh em là đánh lộn. Thì đánh con nhỏ này đi. Thôi, trời ơi, mặt chị sao đánh ghen được. Đánh nó bị tức á. Nhìn nó không có đâm mấy đánh ghen luôn á. Em, dạ của bên kia. Cưng này. Đó. Tâm lý đánh ghen của chị hừng hực lên đó. Chị đánh ghen được là đó. Mệt quá, bây giờ tôi nói luôn, tôi là anh hai của con nhỏ này nè. Ủa gì vậy? Chồng của cô á, nhốt em tôi ở đây, lợi dụng nó để kiếm tiền. Chứ có yêu thương gì con nhỏ này đâu mà cô đến đây cô đánh ghen. Đúng rồi đó, muốn đánh thì đánh chồng cô đi. Chồng tôi mà lợi dụng nhỏ này hả? Chứ gì nữa? Tôi không tin. Trời, nghĩ sao tôi như vậy nè mà chồng tôi bỏ tôi mình đi lợi dụng con nhỏ này. Dạ dạ, rồi bây giờ em biết rồi, em biết cách giải quyết rồi. 5 giờ thì con quái vật kia sẽ quay trở lại. Quái vật là chồng của chị, em sẽ chứng minh cho chị thấy chồng chị là con người như thế nào. Hai người nước vô trong. Nước đâu? Để chuyện đó cho em. Khẩn trương. Nhanh nhanh. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì? Bèo ơi, anh trở lại rồi nè Bèo. Qua 5 giờ rồi Bèo ơi, Bèo. Anh ơi, có người dẫn Bèo ra ngoài sân tắm rồi. Tôi không có Bèo. Chỉ có mèo được không? Đúng rồi. Dễ thương vậy ta. Nói thiệt, thì bây giờ là đúng giờ là người ta dẫn Bèo đi tắm rồi. Ở đây chỉ có anh với em thôi. Hồi nãy thì giả bộ đó. Chứ anh thì cũng tia em từ lúc mà gặp em lần đầu rồi. Nhưng mà em nghe nói á, Bèo trong nhà này có một con Bèo. Em bảo gì sẽ con Bèo đấy. Nói lại, trong nhà này có một con Bèo anh đang nuôi nó. Em sợ là nó ghen. Con Bèo ở trong nhà này sợ nó ghen. Dạ đúng rồi. Anh nói cho em biết, thật sự con Bèo nó chỉ là công cụ kiếm tiền của anh thôi. Nó hết giá trị lợi dụng. Anh đá nó ra khỏi công ty mấy hồi. Vậy mày tới với nhau được chưa? Anh đừng có hòng qua mặt em. Em còn biết thêm một chuyện nữa. Đó chính là anh đã có vợ. Ủa?
Ủa, ai nói cho em biết anh đã có vợ vậy? Em tìm hiểu. Anh nói cho em nghe, anh hãy cứ bình tĩnh, đừng nhắc tới vợ anh ngay lúc này. Tại vì ở đây chỉ có đôi chúng ta thôi. Vợ anh là chằn tinh, hay ghét lắm. Vừa già mà nó vừa giả nữa em. Bây giờ anh với em. Khoan đã, làm sao em có thể tin được bộ mặt của anh? Sao vậy? Anh phải làm một cái gì đó chứng minh tình yêu của anh dành cho em đi. Dễ mà. Anh sẽ hôn thú nếu như em ừ một tiếng. Ừ. Ừ liền luôn hả? Dạ. Thì có liền. Hôn thú đây. Sao anh lúc nào cũng mang theo hôn thú bên mình vậy? Dân làm ăn nói vậy. Vừa lòng em chưa? Hay quá. Còn một cái hợp đồng với con nhỏ kia thì sao? Con beo á hả? Dạ đúng rồi. Em vui lòng cứ ừ một tiếng để anh xé luôn. Ừ. Xé luôn. Không cần thiết. Dạ. Có em là đủ. Tới đây với anh baby. Tới đây với anh cục cưng. Nó mất tiêu rồi. À, chơi trò bí ẩn chờ anh với. em ơi, em đâu rồi? Em ơi, ý em. Đến đây với anh bay bệ. Ôi một cái cho dễ thương con được. Dạ. Vui vậy? Là sao? Là ba mặt một lời đó. Bên đây vợ, bên đây beo. Còn em là... Là gì? Anh hai của con beo. Ây da, đánh nào. Thưa quý vị, một sự ngụy trang hoành tráng, một cuộc đột nhập đầy tính toán. Em xin mời chị Kiều Anh cho nhận xét ạ. Hôm nay cái trang phục em rất là đẹp, hóa trang với cấp đẹp thật. Rõ ràng là hôm nay chị thấy em rất là cố gắng. Nếu mà nói là em chơi hết mình. Cái tình huống này á, nó bị gieo từ đầu, đã là một cái sự không thật và gượng ép và cố đặt để. Làm sao mà Hoa có thể mỹ nhân kế, hay là làm sao mà Hoa là một con mồi ngon? Không thể rồi. Cái kịch bản này vui chứ không phải là không vui. Với cái đẹp của em, với cái múa của em mà thảy đúng chỗ, đúng nơi sắp xếp, logic trật tự lại là ok. Em có rất là nhiều thứ để tụi em khai thác, mà tại vì tụi em không tận dụng, không khai thác được hành động. Nhưng mà chị một lần nữa vẫn phải ghi nhận sự có mặt của em cho đến cái vòng này. Em xin mời chị Nam Thư ạ. Rõ ràng là hôm nay cái máu lửa của em bước ra sân khấu thực sự thuyết phục được chị. Chị Hoa nói đúng, kịch bản này là cũng là một kịch bản hay, đơn giản lắm. Chỉ cần lật cho Trang Tuyền đóng vai Hoa, Hoa đóng vai Trang Tuyền là mọi thứ nó đã được gỡ được xíu rồi nè. Mình làm cái gì á, nó cũng phải đời một tí xíu. Chủ đề tư tưởng, cái bài học rút ra sau khi xem được cái kịch đó là gì, để sau này mình có rút kinh nghiệm nha Đạt. Em cần phải học rất 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 nhiều nữa. Tìm những cái trung tâm để học nha Đạt. Em là một đứa rất giỏi, em rất tài năng. Mình để dành thời gian kiếm tiền lại, mình đi học để mình nâng cấp cái nghề mình. Chị hy vọng một ngày chị sẽ gặp lại Đạt. Lúc đó em bắt đầu biết cái cục năng lượng em như thế nào. Hãy tìm cái người nào mà có thể khai phá được em một cách đúng nghĩa. Và một điều thôi, lên sân khấu là phải thực sự bình tĩnh. Cảm ơn chị Nam Thư. Kế chị Thư, anh cũng có một vài lời với Đạt thôi. Thật sự thì trong tiết mục này Đạt có sự bình tĩnh. Đầu tiên Đạt bước ra, cái cục năng lượng của Đạt á, cho mọi người cảm nhận là thu hút. Nhưng sau đó Đạt lại lơi đi. Có nghĩa là khi mà thấy mọi người không cười, mọi người không ủng hộ thì Đạt lại bị mất tinh thần và xuống phong độ. Em giỏi, em có tài năng. Đây là những lúc mà để cho em học hỏi. Cái con ngựa hay là cái con ngựa đi được đường dài. Em xin mời chị Khả Như ạ. Chị có một chút xíu lời nhắn với em. Mỗi người sẽ giỏi ở một vị trí khác nhau. Và nếu như một lúc nào đó em cảm thấy em cố gắng lắm rồi mà em làm không được vì cái đó không phù hợp với em. Em có cái sự quyến rũ trên sân khấu của em. Em có ba thứ phải tìm trong thời gian sắp tới, đó là em muốn gì ở bản thân. Cái thứ hai đó là bản lĩnh. Và cái thứ ba đó là hướng đi đúng cho chính mình. Bình tĩnh mà tìm và em sẽ tỏa sáng. Em không thể là ai hết. Em có cái của em. Tìm nó đi rồi phát triển nó. Cảm ơn em. Dạ, mời anh Lê Dương Bảo Lâm. Khi mà ban đầu ra, khi mà em vô đúng cái nhân vật của em á, em mặc đồ da, đồ bó, em mang đôi giày cao gót á, em như con mèo á, em uyển chuyển, em diễn thần thái rất là tốt. Nhưng mà khi vô cái phần kịch á, anh thấy em tuột dần. Thật sự nãy anh đặt cái trường hợp em trở nên anh cũng sợ lắm em. Mình diễn mông lung, mình diễn không biết đi đâu, về đâu. Hy vọng là mình sẽ cố gắng hơn. Chúc Màu Đạt thành công. Dạ, xin mời thầy Minh Nhí. Đạt ơi, thầy biết là con bị áp lực trong cái lúc con diễn á. Cái ánh mắt của con nó buồn và nó lo lắm. Không sao đâu con, con cũng đừng buồn. Sau đây mình phải nghiệm lại những lời của anh chị góp ý cho mình. Mình bắt đầu học tiếp. Nhiều cái chỗ để con học lắm và nhiều người để con học lắm. Những gì con đang có,
con vẫn phải giữ, con cũng đi kiếm tiền, nhưng con phải suy nghĩ là con phải làm gì cho cái nghề của mình. Con phải tỏa sáng từng vai diễn của mình. Cái quan trọng của con là bây giờ đứng lên đi tiếp. Thầy hy vọng trong tương lai cái tên Mậu Đạt sẽ được mọi người nhắc đến. Muốn người ta nhắc đến thì con phải tiếp tục. Cố lên.